có cái gì đừng có bệnh, không có gì đừng không có tiền. Khi cuộc sống của Trương Lam rối tinh rối mù, bắt đầu hiểu sâu sắc những lời này. Nhân vật trong trò chơi nhập vào người, nhìn thanh kỹ năng lóe ra trước mắt, cuộc sống nhàn nhã của Trương Lam chính thức bắt đầu. Nhân vật chính duy ngã độc pháp hình, chỉ nhân vật chính có dị năng, không có gì lớn chính tuyến, chính là hỗn biên tiểu nội dung vở kịch hàng ngày. Từ trò chơi nhân vật nhập thân bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt không đạn cửa sổ, từ trò chơi nhân vật nhập thân bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt TXT toàn tập đao loa, từ trò chơi nhân vật nhập thân bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt chương mới nhất đọc. Chương 1 Giao diện trò chơi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Về nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Trong nhà bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Bái Bồ Tát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Thí nghiệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Bắt đầu châm cứu bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Cứu chữa phụ thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Ngô Bảo Tài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Chăm cứu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 cầu y bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc